tôi lại quay trở lại hơi sớm các bạn. Là đầu tuần này thì tôi lại có một tập, nhưng mà cái chất lượng cái sản phẩm nó không được tốt. Thì hôm nay tôi muốn làm là một cái clip, và thực sự là cái này cũng là cái mà rất nhiều bạn hay hỏi, và tôi hiểu, tôi biết rằng là nhiều bạn cũng rất là quan tâm. Đó là liên quan tới luật hấp dẫn các bạn. Thực ra thì 10 người thì hết cũng phải 7-8 người các bạn nghe đâu đó về luật hấp dẫn rồi. Có nghĩa là tỷ lệ nghe rất là cao. Nhưng mà để hiểu về nó và thấu được nó thì thực sự nó hơi mơ hồ và hơi trừu tượng. Và bản thân tôi thực sự tôi rất tin về luật hấp dẫn. Tôi tin cách đây khoảng tầm 7-8 năm trước là tôi đã tin về luật hấp dẫn rồi. Nhưng mà thực sự để mà tôi hiểu, tôi thấu được nó và tôi đưa ra những cái nguyên tắc, cái rule để cho chính bản thân mình áp dụng nó thì thực sự là mới gần đây thôi. Tầm 2-3 năm đổ lại đây thôi. Và để thấu nó thực sự là hơi khó các bạn. Đôi khi nó sẽ là tâm linh, nó vũ trụ hóa, rồi nó sẽ nó qua nhiều cái tầng suy nghĩ lắm. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với góc nhìn của Dan Fulit, những góc nhìn cơ bản nhất và basic nhất của một cái người hết sức bình thường, để các bạn có thể dễ hiểu nhất những cái tư duy cơ bản nhất của luật hấp dẫn, để các bạn có thể hiểu một cách gọi là bình thường hóa nhất các bạn ha. Chứ còn nói thật sự bản thân tôi nhiều khi tôi ngồi tôi nói tôi rất là tin, nhưng mà để tôi truyền đạt cho một người mà tôi nói sâu nhiều khi bạn cũng sẽ không hiểu được nó được. Nói chung luật hấp dẫn nó không phải là tôn giáo, nó cũng không phải tâm linh, mà nó là khoa học các bạn ạ. Khoa học là gì? Là nó được chứng minh và nó được tôn trọng, và nó nói chung là nó chính xác. Dù bạn có tin hay không tin thì luật hấp dẫn vẫn diễn ra mỗi ngày, và dù bạn có tích cực hay không tích cực thì những gì bạn suy nghĩ nó vẫn diễn ra đến với cuộc đời bạn. Từ luật hấp dẫn nó định nghĩa là cái gì? Là những gì bạn suy nghĩ nhiều, khát vọng khát khao, bạn nghĩ đến hàng ngày hàng đêm mỗi lúc luôn, thì không quan trọng điều đó là tích cực hay tiêu cực, là điều bạn muốn hay không muốn, chỉ cần bạn nghĩ thì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà nó sẽ xảy ra với cái điều kiện là gì? Nó phải hợp tần số với bạn. Thì ở đây tần số là cái gì nữa? Thì nó là câu chuyện nó quá chuyên sâu về luật hấp dẫn, thì tôi sẽ không bàn tới ngày hôm nay. Tôi chỉ nói các bạn ba cái ý chính để các bạn hiểu luật hấp dẫn nó diễn ra thế nào. Thì đầu tiên, trước khi tới ba ý chính, thì tôi sẽ review sơ về cuộc sống của mình. Thì thực ra với bản thân tôi tới điểm hiện tại, cuộc đời của tôi ảnh hưởng khá nhiều bởi vì luật hấp dẫn. Tại vì thứ nhất là tôi tin nó. Tôi tin thôi nha, chứ còn thực hành được nó thì chưa chắc đã được 100% các bạn. Có là tôi may mắn một chỗ nào đó, hoặc đôi khi tôi xui một cái gì đó và tôi dính vào những luật hấp dẫn, những cái thứ tiêu cực mà mình không nghĩ tới. Thì đây sẽ kể các bạn nghe về cái cuộc đời của mình liên quan tới luật hấp dẫn các bạn. Thực ra là ngày xưa khi mà tôi bước vô cái dự án này, tôi mua cái nhà đầu tiên của tôi là nhà phố đó các bạn. Nói chung là các bạn sao tôi không biết, nhưng mà thật sự bản thân tôi là tôi ý thức được rằng là cái gì đầu tư sẽ đầu tư, còn cái nào mua để ở sẽ mua để ở. Chứ tôi không có khái niệm là lấy tiền hết để đầu tư và không mua bất cứ gì để mình tận hưởng cuộc sống. Thì cũng nghĩa là quan điểm của tôi là tiền tôi vẫn đầu tư và tiền tôi vẫn chừa để tôi mua nhà tôi ở. Thì khi lúc đầu tôi mới vào cái dự án này, tôi mua một cái nhà phố, thì nó khoảng là 5 x 20, nói chung nó nhỏ. Trong này có khoảng là 300 mấy, 400 căn đi, thì chỉ có khoảng 10 căn biệt thự rồi. Thì tôi cứ hay đi qua đi lại đi tới luôn, tôi quan sát và tôi nhìn. Cái đây khoảng 5 năm của bạn. Thì tôi nghĩ trong đầu là gì? Sẽ tới một lúc mình sẽ mua được căn này, sau tất cả một cái việc mình đầu tư, mình kinh doanh bla bla thì sẽ tới một lúc mình mua được cái căn này. Nhưng mà tới một giai đoạn khoảng đầu năm 2019, thì khi mà tôi có một cái căn nó giống như căn tôi đang ở, căn nó đẹp hơn nhiều, tại cái view đẹp. Nhưng mà tôi ngại ngần, tôi không dám xuống tiền. Tôi quan sát nó. Lúc đó là một cái giá A đi ha các bạn, tôi không nói thẳng giá ra, một cái giá A đi. Thì tôi chần chừ hoài, tại vì nó chưa có sổ các bạn. Trong dự án mà, bây giờ Lakeview hay là của Novoland bla bla, rất nhiều chỗ vẫn chưa có sổ. Tôi cũng không hiểu tại sao. Thì đại khái, nó có nghĩa là vẫn mua bán trên hợp đồng mua bán thôi. Thì sau thời gian tôi cứ chần chừ hoài, cái hồ nó lại lên. Nó lên gấp rưỡi các bạn. Thì sau đó tôi lại quan sát, tôi lại chần chừ, tôi thấy mắc quá. Chắc nó không thuộc về mình rồi. Mắc quá, nó không bao giờ nó thuộc mình được. Nhưng mà tới lúc xong thời gian đó, tôi lại quyết định là bây giờ tôi phải chuyển qua một ngôi nhà mới thôi. Tại vì giờ con tôi nhiều quá, tôi đẻ hơi nhiều quá. Thì bây giờ con nhiều quá, gia đình quá nhiều người, bắt buộc phải chuyển qua ngôi nhà mới, nên nhà cũ không nào thụ nổi. Tự đi hết một vòng, tôi coi tất cả bất động sản ở trong khu vực của mình, mấy cái biệt thự. Thì quay lại vẫn là cái khu tôi là giá tốt nhất. Người là giá vẫn tốt hơn những chỗ khác. Nhưng mà cái căn mà tôi muốn mua người ta lại không bán, tôi kêu chết mẹ rồi. Vậy là có nghĩa là mình không thể nào mua được căn nhà bây giờ cho con, cho vợ mình. Căng quá. Nhưng mà tới một cái giây phút cuối cùng vào cuối 2020 thì nó lại lòi ra cái căn này, nó giống căn kia. Nhưng nó nằm dãy khác, có nghĩa là căn kia là ở bên phải thì căn này ở bên trái, dù vậy. Thì tôi lại chốt căn này. Mà tôi cũng rất khó để gặp được người chủ, tại vì có nghĩa là trong này chỉ có 10 căn, nghĩa là cùng một cái căn mà rất nhiều môi giới bán và rất nhiều môi giới họ tự đứng ra, họ nói họ là chủ luôn. Thì họ bla bla kiểu ấy. Nhưng mà trong đầu tôi suy nghĩ là gì? Hết cơ hội rồi. Bây giờ mình đi hết tất cả chỗ xung quanh thì khu mình giá dù nó có thể là cao, nó gấp 3, gấp 4 là cái căn nhà mình đang ở, nhưng mà được cái là vẫn tốt một khu vực. Và cái khu này mình ở quen rồi, bằng mọi giá tôi phải lấy được căn này.
Thì tôi tìm đủ mọi cách, cuối cùng tôi tìm được người chủ và tôi mua. Mà cái anh chủ này lại gặp rất nhiều vấn đề khó khăn về cái việc là cái hợp đồng mua bán anh thế chấp cho ngân hàng rồi, mà anh lại không có cái dòng tiền để anh có thể lấy tài sản để anh bán cho tôi. Thì tôi phải tìm đủ mọi cách để tôi lấy tiền tôi vả vào để tôi lấy cái tài sản đó ra cho anh. Sau đó công chứng ba la đủ kiểu, nói chung là nó cũng rất là vất vả. Có nghĩa là một cái căn này tôi mất phải gần một năm để tôi có thể mua về được. À, nhưng mà quay lại cuối cùng, tới một hồi thời điểm tôi ngồi vô cái căn này rồi, tôi mới sực nhớ ra là gì. Ây da, thì ra là cách đây tầm 3 năm khi mà mình bước vào dự án này, thì đây chính là cái căn mình muốn mua nhất. Tôi chỉ căn này đầu tiên trước cả cái căn mà tôi muốn mua sau này luôn các bạn. Có phải này tôi kể các bạn là có một cái căn là nó là căn R2 các bạn. Thì tôi muốn mua nhưng mà tôi chần chừ hoài. Nhưng mà thực ra chính cái căn này là cái căn mà đầu tiên tôi nhắm đến khi tôi bước vô dự án này. Và tôi cực kỳ bất ngờ với cái điều đó. Mà nó là một sự khát khao, khát vọng từ lúc đầu mình nghĩ tới nó. Tất nhiên không phải là cứ luật hấp dẫn cứ nghĩ là nó được, cứ nghĩ là nó đạt, không phải. Nó còn nhiều cái lắm các bạn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn ba cái tư duy cơ bản nhất. Lưu ý nha các bạn, cái vừa rồi tôi chia sẻ các bạn là một cái gọi là cái kết quả trong cái hành trình mà tôi, một cái phần nhỏ trong luật hấp dẫn, nó nhiều thứ các bạn. Cái luật hấp dẫn nó mang đến cả tiêu cực nó tích cực nha các bạn nha. Chứ không phải là tôi đang nói câu chuyện là cái tôi khoe về cái gì, không phải. Tôi muốn chia sẻ các bạn thấy, tại vì ngày hôm nay tôi ngồi trong cái căn nhà mới của mình và tôi thật sự cảm xúc về cái điều đó và tôi nghĩ là đó là hấp dẫn và tôi đang muốn chia sẻ cái này với cộng đồng, chứ không phải một ý khoe khoang gì hết các bạn ha. Rồi quay lại câu chuyện tiếp này. Thì cái luật hấp dẫn nó có ba cái tư duy để các bạn hiểu và bạn hình dung thế này. Thứ nhất là khi bạn muốn một cái gì đó, bạn khát vọng một cái gì đó, là bạn phải có tình yêu và cái mục tiêu của bạn. Bạn phải vui, bạn phải thích thú, bạn phải enjoy. Vì luật hấp dẫn nó là cái gì? Dù cái thứ gì mày nghĩ tích cực hay tiêu cực nó không phải vấn đề. Vấn đề mày cứ nghĩ nhiều về nó sẽ xảy ra. Mày sợ sệt thì mày sẽ xảy ra sự thất bại. Mày lo sợ thất bại, mày sẽ lo sợ thất bại. Là mày sẽ diễn ra sự thất bại đến cuộc đời mày. Mày lo sợ sự phản bội, mày sẽ gặp sự phản bội. Bản thân tôi là người rất lo sợ phần sự phản bội. Và tôi thỉnh thoảng tôi hay bị. Tôi rất lo sợ cái sự vô ân vô nghĩa và tôi rất hay bị. Bản thân hay sợ là gì? Tôi sợ người này người kia họ đâm chọt sau lưng tôi và tôi cũng hay bị chuyện đó. Nhưng mà khi tới một thời điểm tôi thay đổi cái mindset mình là gì? Xung quanh mình toàn là những người tốt, những người tuyệt vời, những người tích cực. Và tôi thu hút những cái điều đó. Tôi yêu quý những cái điều tuyệt vời, những điều tích cực. Và tôi thu hút những cái điều đó. Thì hóa ra xung quanh toàn những người chơi đẹp thôi các bạn. Nhưng đôi khi những lúc tôi lại lo lắng thì y như rằng tôi lại gặp vấn đề. Thì đâm ra cái cuộc sống này các bạn, chúng ta phải có tình yêu và tất cả mọi thứ chúng ta làm. Có một câu của dân gian chúng ta này, tâm ở đâu thì sự nghiệp ở đó, đúng không? Thì khi bạn làm bất cứ công việc gì hay bất cứ nghề ngỗng gì cũng vậy, thì bạn hãy yêu thích nó. Hãy yêu thích nó một cách thực sự. Hãy đặt cái trái tim mình vào, tôi sẽ thay đổi được cái ngành này, tôi sẽ làm một cái điều gì đó ở trong cái sự nghiệp của mình, tôi sẽ làm sau đó để nó tuyệt vời nhất, cấp trên khen thưởng nhất, khách hàng yêu quý tôi nhất, kiểu vậy. Tôi hay nói với nhân sự của mình thế này, nếu một ngày nào đó các em đã không còn thích làm việc tại doanh nghiệp của anh nữa thì em hãy đứng dậy ra đi, chúng ta giải thoát cho nhau. Anh rất là vui vẻ và em cũng vậy luôn, chứ đừng bao giờ làm việc với một tâm thế không thích. Và tôi cũng hay nói anh em mình cũng vậy, các em hãy đi vòng đi và làm trải nghiệm thực sự nhiều đi, và hãy chọn cái thứ mình thích, phải yêu quý nó thật sự. Thì đó là đang nói về luật hấp dẫn các bạn. Vì khi bạn yêu thì bạn sẽ luôn suy nghĩ tích cực. Trời ơi, bây giờ tôi làm cái này tôi có hơi mệt, tôi có hơi nản xíu, nhưng mà tôi vẫn sung sướng với nó. Thì khi đó bạn sẽ tạo ra cái hiệu suất tốt nhất. Còn nếu bạn nghĩ một cách nó một cực kỳ logic này, là khi bạn vui nhất, bạn hạnh phúc nhất, thì có phải là khi bạn năng suất làm việc bạn tốt nhất không? Bây giờ nói một cách dễ hiểu rồi, khi bạn không vui thì năng suất bạn làm việc là chỉ đôi, đúng không? Bạn đến cũng làm việc 8 tiếng mà con nhỏ cái làm việc full time, còn bạn thì làm việc oải oải sụp lên xuống vì nó mãi mà chả vui ngày hôm đó. Nhưng mà có một đứa khác là làm việc cực kỳ năng lượng, thì khi năng lượng thì hiệu suất làm việc nhân 2. Thì có phải cái sự khác biệt giữa đứa năng lượng và đứa không năng lượng là gì, nó gấp nhau 4 lần không các bạn? 2 mũ 2 là 4 các bạn. Hình dung ạ? Thì đó là tôi đang nói 2 mũ 2 nha. Nếu là chia 3 và nhân 3 thì sẽ là 9 lần các bạn. Hình dung ạ? Cho nên là khi mà bạn làm cái gì đó hay đặt tình yêu vào nó, không yêu thương nghĩ làm không chơi. Nhưng mà nói ở đây không phải cái ý là các bạn cho phép bản thân mình được thay đổi liên tục, hay cho phép bản thân mình là thích đứng núi này trong núi nọ, hay cho phép bản thân mình là mình cứ đi thử cho đã đi, không phải. Mình hãy ngồi cân nhắc. Vì một khi mình thử là mình sẽ ảnh hưởng tới người khác, và mình thử cũng ảnh hưởng tới chính bản thân mình vì cảm xúc và bla rất nhiều thứ. Như bản thân tôi thực sự các bạn, có những thời điểm tôi làm những thứ tôi không thích các bạn, nhưng tôi buộc phải làm. Và khi đó tôi buộc phải yêu nó luôn. Tôi không sinh ra tôi làm cái ngành tôi đang làm. Cái ngành gì thì tôi làm về ngành thẩm mỹ các bạn. Tôi không sinh ra làm việc đó. Và tôi cũng không sinh ra để tôi làm, tôi đi lăn lộn, tôi đi mua từng lô đất rồi nọ, tôi thích ngồi nhà ngồi máy lạnh hơn chứ. Nhưng mà vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, có những thời điểm tôi đi bán, tôi sell mì tôm cho tạp hóa. Tôi cũng không sinh ra để làm câu chuyện đó. Và cũng có những thời điểm tôi đi bán bảo hiểm, tôi cũng không sinh ra để đi bán bảo hiểm. Nhưng mà khi tôi bán bảo hiểm tôi lại là top 1 khu vực Thủ Đức. Tại vì sao? Vì tôi ý thức được là gì? Cái tình yêu của tôi không phải nằm ở công việc, mà tình yêu tôi nằm ở việc là tôi phải kiếm được tiền, tôi phải giải quyết được cái cuộc sống của mình, tôi phải thoát ra được cái sự nghèo khó.
thì chính điều đó nó thôi thúc bản thân tôi phải có tình yêu công việc. Thì nó có hai cái vế như các bạn, một là bạn đi tìm cái thứ để bạn yêu, còn hai là bạn phải buộc phải yêu nó và cuối cùng bạn vẫn chiến thắng. Thì tôi lại thích cái dạng số 2 hơn, tại vì cuộc sống này nó không cho chúng ta lựa chọn các bạn. Các bạn dùng mà các bạn hiểu ý này chưa? Có là đôi lúc phải phan, phải chơi, phải quất vì đơn giản vì sự sinh tồn thôi, vì miếng cơm áo thôi, và vì con, vì vợ, vì gia đình của mình thôi. Thì chính điều đó nó buộc bạn phải yêu cái công việc và yêu cái nghề của bạn. Thì từ đó tạo nên cái power lớn và chính tạo nên công suất, hiệu suất công việc và đạt được nhiều mình mong muốn. Thì đó là ý thứ nhất của luật hấp dẫn, phải có tình yêu, bắt buộc phải có tình yêu. Bạn đã làm mà không yêu xác định bạn sẽ fail, sớm muộn cũng fail thôi. Nhưng mà, và ý số 2 cũng cực kỳ quan trọng, đó là biết ơn và trân trọng. Luật hấp dẫn nói thế này: khi chúng mày biết ơn một cái điều gì đó thì vũ trụ sẽ mang đến nhiều thứ hơn cho chúng mày nữa. Khi em biết ơn một điều gì đó thì vũ trụ sẽ mang đến cho em nhiều thứ hơn nữa. Tại vì sao? Nói một cách logic các bạn, tôi sẽ không nói về tâm linh hay luật hấp dẫn này, một cách logic thôi. Khi bạn biết ơn bằng trân trọng công việc của bạn, bằng yêu thương cái nghề nghiệp của bạn, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tôn trọng khách hàng của bạn, bạn không buôn gian bán lận được. Bạn làm việc một cách đàng hoàng, chân chất nhất và yêu thương nhất, thì đâm ra doanh nghiệp của bạn, sản phẩm của bạn, cái level của bạn nó sẽ uy tín và người ta sẽ quý bạn hơn. Cũng giống như tôi làm đa phương liệt cũng vậy. Tôi làm tôi rất là trân trọng, tôi thật sự nha. Nhiều khi tôi không kiếm được đồng bạc nào từ các bạn đâu. Tôi chưa mở khóa học, tôi cũng không bán hàng, tôi chưa làm gì hết. Tôi ngồi tôi làm về một cái đam mê mình muốn chia sẻ thôi. Nhưng mà tôi rất trân trọng khán giả của mình. Ví dụ các bạn góp ý là sản phẩm không tốt, ok tôi sẽ tối ưu. Các bạn đặt câu hỏi hoặc là như thế nào đó, tôi rất trân trọng các bạn. Mặc dù các bạn respect tôi, nhưng không có nghĩa là gì tôi được quyền miệt thị hay là khinh thường các bạn. No, tôi rất trân trọng những người yêu quý mình. Quan điểm của tôi là tôi rất trân trọng những người trân trọng mình. Như vừa rồi các bạn cũng thấy đó, no đúng không? Rồi rất nhiều KOL. Khi mà các bạn lên từ TikTok hay lên từ YouTube, các bạn vô tình các bạn nổi tiếng và các bạn coi fan các bạn không ra gì. Không, các bạn gọi là các bạn quá đề cao về cái tiếng nói của mình. Các bạn vô tình nghĩ là gì? À tôi là người có tiếng nói, tôi thích nói gì tôi nói. Thì khi đó các bạn sẽ chạy ra. Thì đó là mình nói một cách logic thôi các bạn. Là khi chúng ta có một số thành tựu nhất định, một số thành quả nhất định, thì chúng ta bắt đầu chúng ta hổ báo cáo trộn. Bọn ta bắt đầu cảm giác là cuộc đời này chúng ta coi đời bằng vung ấy các bạn, coi trời bằng vung ấy. Rồi chúng ta cảm giác khinh thường cái này, khinh thường cái kia. Và chúng ta không trân trọng đồng lương, thu nhập chúng ta và không trân trọng cái người trả lương chúng ta, là đồng nghĩa vì chúng bạn không tôn trọng vũ trụ. Bây giờ tôi hỏi một cách dễ hiểu này. Bây giờ trong tay bạn sẽ, ví dụ trong tay bạn có 1.000 tỷ, ví dụ ha, thôi 1.000 tỷ hay quá, 100 tỷ đi. Bạn có 3 người con. Thì bạn sẽ, 3 người con đó, một người cực kỳ yêu thương và cực kỳ nghe lời bạn. Còn một người thì ăn chơi, leo lỏng. Còn một người số 3 thì không những ăn chơi leo lỏng mà còn cực kỳ hổ, mà cực kỳ không bao giờ nghe lời bạn, cực kỳ chống đối bạn luôn. Thì theo bạn sẽ để tiền cho ai? Sẽ là người số 1 đúng không? Thì vũ trụ này y chang như vậy. Vũ trụ này sẽ ngồi họ quan sát ai là người trân trọng tao nè, ai là người quý mến tao nè, ai là người làm cho tao enjoy nè, ai là người respect tao nè. Thì khi đó tao sẽ chú ý người đó. Các bạn nhưng mà thì trong công việc, trong công ty cũng vậy thôi. Tôi đang nói một cách rất là logic thôi. Thì khi mà bạn làm việc mà bạn cố gắng, bạn nỗ lực, bạn trân trọng đồng lương của bạn, bạn biết ơn người sếp của bạn, bạn ý thức rằng là gì? À, mình phải đi làm kiếm tiền, mình trân trọng công việc, thì khi đó mình mới có nhiều tiền hơn. Thì có phải là khi đó bạn sẽ có một cái kết quả tốt nhất cho công việc đúng không? Thì đó là một cách hết sức là logic thôi. Không cần phải tâm linh hay luật hấp dẫn gì hết. Các bạn hình dung mà. Nhưng mà nghiên cứu sâu luật hấp dẫn nó còn kinh khủng hơn nữa các bạn. Đó là hãy biết ơn thật sự luôn. Ví dụ tôi thật sự ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi biết ơn ai? Tôi biết ơn khách hàng của mình. Mặc dù khách hàng của tôi sẽ không gặp được tôi đâu. Và tôi cũng không gặp, tôi không biết ai là khách hàng của mình. Nhưng mà tôi luôn ý thức rằng là gì? Phải khách hàng thì tôi mới có thu nhập, tôi mới có dòng tiền, tôi mới trả lương được nhân viên được, tôi mới đóng góp được cái này cái kia xã hội, và tôi mới có thể ngồi tôi bình ổn ngồi đây để tôi ngồi tôi làm những thứ mình thích. Và tiếp theo là tôi biết ơn nhân sự của mình. Phải có nhân viên của mình thì mình mới có những lúc mình thư thả, những lúc mình làm mình được nghỉ ngơi khi nhân viên mình vẫn còn làm việc. Mà tôi phải biết ơn cái cơ hội nghề nghiệp của mình, cái công việc của mình, biết ơn sức khỏe của mình. Thì cái đó tôi trân trọng mọi thứ hơn mà nó sẽ diễn ra nhiều hơn nữa. Nó vậy thôi các bạn. Nó hết sức logic thôi. Thì hôm nay tôi phân tích cho các bạn những cái tư duy về luật hấp dẫn, nhưng mà nó hết sức logic và các bạn cực kỳ dễ hiểu luôn. Thì có phải là khi các bạn đi ngược này điều này bạn sẽ mất tất cả không? Bây giờ tôi đặt câu chuyện dễ hiểu thôi. Bây giờ nhân sự của tôi nói là gì? À, tụi mày làm là tao trả lương cho mày, tao coi tụi mày như rơm như rác á. Thì theo các bạn nhân sự có đến với tôi và ở với tôi lâu dài được không? Tất nhiên là không. Khách hàng cũng vậy. Tôi ý thức được là tôi bán được ngày cho họ 1 đồng thì tôi sẽ suy nghĩ là gì? À mày không mua con khác mua, tôi không chăm sóc khách hàng tốt, tôi không phục vụ khách hàng tốt, thì sớm muộn tôi cũng mất uy tín mà tôi mất khỏi thị trường, tôi chết luôn các bạn. Hoặc là những mối quan hệ họ đến mình, họ chơi với mình không trân trọng họ, mình không tôn trọng họ, mình không trân trọng vì à anh em chúng ta chơi với nhau đẹp, thì sớm muộn người ta không nghĩ tôi, nghĩ chơi tôi thích nói xấu sâu lưng mà tôi thích chảnh chẽ thế này thế kia, người ta không nghĩ chơi tôi. Hoặc một ngày đẹp trời tôi đi làm cho công ty mà tôi ý thức là gì? À công ty này cần tao, tao là người có giá trị, tao là người xuất sắc. Nếu mà công ty không cần tao thì công ty này chết, ở kiểu vậy. Thì sớm muộn bạn cũng sẽ bị mất.
Tôi thật sự khi bạn đã đi làm và bạn ý thức rằng là gì, mình là người quan trọng, tôi thật sự không có một tổ chức nào tôn trọng bất kỳ những sự đồng ý mình quan trọng hết. Một tổ chức, một tập thể luôn luôn phát triển và hình thành bằng cả rất là nhiều người. Một hai người không tạo được gì đó, dù bạn đó là giám đốc hay là cái gì đi chăng nữa, hoặc là chủ tịch luôn cũng vậy. Thiếu sự tôn trọng bạn sẽ bay một. Thực sự luôn, tôi chưa quan sát một doanh nghiệp nào đó mà người cấp trên không tôn trọng nhân sự mà người đó còn ngồi được hết. Mà cũng chưa thấy một nhân sự nào mà thiếu tôn trọng cấp trên mà còn ngồi được làm hết trơn các bạn. Thì đó, luật hấp dẫn nó vậy đó các bạn. Nghe dễ hiểu đúng không? Thực ra là tại vì bản thân tôi trải nghiệm và tôi là một người khá là dốt các bạn. Có nghĩa là tôi không phải là người chuyên nghiên cứu quá nhiều và cũng không phải quá giỏi về đọc sách vở. Cho nên tôi sẽ hiểu theo một cách bình dân học vụ nhất của chính bản thân mình. Và tôi chia sẻ lại cũng là một cách bình dân học vụ nhất để cho các bạn dễ hiểu nhất. Tiếp theo, cái số 3 này cũng kỳ quan trọng đó các bạn. Đó là các bạn phải trung thực. Các bạn phải trung thực. Có nghĩa là ước gì được đó đúng không? Nói thẳng luật hấp dẫn, nhiều bạn kêu vậy cho nó nhanh đi. Nhưng các bạn phải trung thực. Các bạn phải biết mình là ai. Phải trung thực. Thì khi đó mọi thứ nó mới đến với mình được. Tại vì đơn giản một cách dễ hiểu thế này. Luật hấp dẫn nó có ý thế này vậy các bạn dễ hình dung này. Là khi bạn khát khao một cái thứ gì đó thì vũ trụ sẽ đưa tín hiệu xuống cho bạn. Và bạn phải là người thực hành những cái điều đó. Ví dụ bạn muốn có một chiếc xe hơi 3 tỷ đi. Ví dụ vậy ha. Thì trong quá trình đó tính vũ trụ sẽ đưa xuống cho bạn những cái kèo làm ăn nó hơi khó chịu, nó hơi áp lực tại vì bạn phải cạnh tranh với đối thủ. Nhưng nếu lúc đó bạn thấy khó, bạn bỏ qua thì bạn sẽ mất cơ hội. Nhưng bạn chơi tới luôn thì đó chính là cơ hội của bạn. Các bạn hiểu ý này không? Tức là khi mà luật hấp dẫn ấy, bạn phải hiểu được đâu là tín hiệu vũ trụ để bạn phan. Đó là lý do tại sao mà những người giàu, những người mà họ có tài sản và họ liên tục khát khao cho công việc ấy. Các bạn để ý nè, mỗi ngày họ đều dành đó 30 phút. Bây giờ tôi cũng đang thực hành như vậy. Là ngồi họ thiền, họ im lặng. Để làm gì? Họ nắm bắt trong ngày hôm nay họ làm cái gì. Họ nắm bắt tín hiệu của vũ trụ. Ví dụ như tôi là mỗi sáng tôi dậy vào khoảng 5 giờ, dữ lắm là 5 rưỡi. Thì tôi sẽ ngồi 30 phút, không ai làm phiền tôi được hết. Vì giờ đó có ai làm phiền được đâu, người ta còn đang đi ngủ mà. Vợ con vẫn còn ngủ, tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ. Thì tôi sẽ ngồi, tôi sẽ note những đầu việc trong ngày ra. Thì đó chính là tín hiệu vũ trụ trong ngày. Hoặc là tôi sẽ ngồi tôi quan sát, tôi đi ba la 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 nhiều thứ, tôi quan sát nhiều, tôi rất là nhiều khi tôi ngồi một mình, tôi quan sát, tôi không cầm điện thoại. Để vì tôi cảm nhận tín hiệu vũ trụ đến như mình. Và tôi action từng cái một, tôi làm. Đó lý do là sao á. Thực sự bản thân tôi không phải là cái người biết áp dụng luật hấp dẫn lắm đâu các bạn. Tôi đang cố gắng tối ưu, thực ra nó không hề dễ đâu các bạn ha. Để lúc nào cũng bạn suy nghĩ tích cực, rồi lúc nào cũng bạn cũng ngồi bạn nắm tín hiệu, lúc nào bạn cũng biết ơn và trân trọng cuộc sống, nó không hề dễ đâu các bạn. Vì cuộc sống này bản chất là một vòng luẩn quẩn của nhiều cái áp lực, nhiều thứ suy nghĩ và nhiều thứ đến với cuộc đời bạn. Tâm ra để mà bạn chỉnh chu trong cái rule của mình, để bạn suy nghĩ từng cái như vậy, nó không hề dễ. Nhưng mà tin tôi, bản thân tôi cũng sợ lắm rồi các bạn. Là khi cái thứ gì đó mà tôi nghĩ thật sự nhiều nó sẽ diễn ra. Thật sự là vậy. Thật sự những bạn đang ngồi nghe tới thời điểm này là các bạn là những người có khát vọng lớn đấy. Các bạn là những người muốn tìm hiểu lớn đấy. Và các bạn là những người có những mục tiêu kinh khủng đấy. Thì hầu như năng lượng các bạn khá là mạnh. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, bạn là một người năng lượng mạnh, bạn thử nghĩ bằng tiêu cực xem. Nó sẽ thu hút tiêu cực nhanh lắm hơn người bình thường. Và tất nhiên suy nghĩ tích cực thì cũng thu hút tích cực nhanh hơn người bình thường. Tâm là bản thân tôi trả giá rất nhiều vì khi tôi suy nghĩ tiêu cực, bây giờ tôi cực kỳ sợ. Nghĩa là nhiều khi mình không dám nói xấu luôn các bạn. Vì khi mình nói xấu là thật sự là mình đang bị tiêu cực đó các bạn. Thì tôi quay lại cái ý số 3 là các bạn phải trung thực. Tại sao các bạn phải trung thực? Vì khi các bạn trung thực thì các bạn mới biết được đâu là chính bản thân mình và đâu là cái mục tiêu của mình. Còn bây giờ bạn ngồi bạn đang thiếu 1 tỷ mà bạn cứ ngồi bạn đi bạn kể người ta là bạn đang có 3-4 tỷ trong người thì làm sao bạn có động lực bạn làm việc và làm sao vũ trụ họ quan sát được bạn được. Hay chứ mà, có nghĩa là chúng ta phải trung thực với chính bản thân mình. Bạn phải biết mình là ai và biết vị thế của mình là gì và phải biết mình đang như thế nào để mình cố gắng và nỗ lực từng ngày và nắm bắt tín hiệu vũ trụ. Bây giờ bạn đang thiếu tiền, bạn đang nợ ngân hàng đầy đầu nhưng lên Facebook bạn cứ khoe mẽ ra nào là nhà là xe để này bạn làm cái mục tiêu gì đó bằng lùa gà gì đó tôi không biết. Thì có phải là bạn đã tạo ra một tín hiệu vũ trụ là gì? Người ta không cần những cái đó. Hiểu vậy? Mà tao đang và bạn bị một cái là bạn không có focus vào những cái tín hiệu vũ trụ. Vì khi đó bạn đang focus quá nhiều về chuyện bạn khoe khoang. Đó là khi mà bạn trung thực với chính bản thân mình là cái rất là hay để bạn ngồi bạn im lặng và bạn quan sát những cái tín hiệu xung quanh. Những cái thứ mà vũ trụ sẽ gửi đến cho bạn. Sẽ bơm đến cho bạn, cho bạn cái động lực, cho bạn cái tín hiệu, cho bạn biết bạn phải làm gì. Thì bạn cần phải trung thực, bạn mới biết mình đang nằm ở đâu. Thì cái đó tín hiệu nó mới gửi là chính xác. Chứ còn bây giờ mình đang ở A, mình cứ nhắm mình ở B, mình cứ đưa những cái hào nhoáng hoặc là những thứ không trung thực và mình đang ở C thì làm sao tín hiệu vũ trụ gửi chính xác được các bạn? Nó không phù hợp ngay và khi đó mình sẽ fail. Mà khi mà không trung thực thì nó dẫn đến việc mà thiếu biết ơn và thiếu trân trọng cuộc sống này.
nó đi liền với nhau như vậy đó các bạn. Thì đó là ba cái ý mà ngày hôm nay tôi muốn phân tích với các bạn. Nói chung là bây giờ cũng là chất trễ rồi thì tôi cũng hơi cảm xúc để chia sẻ các bạn một số cái ý liên quan tới luật hấp dẫn để các bạn cùng nắm và các bạn có thể triển khai nó với cuộc đời của mình. Và tất nhiên thực sự luật hấp dẫn nó rất là hay. Các bạn có thể Google search này, YouTube search này để các bạn search ra rất nhiều thông tin liên quan tới luật hấp dẫn. Và thực sự các bạn đấy, những người tỷ phú hàng đầu thế giới, họ là những người áp dụng luật hấp dẫn rất là kinh khủng. Những người tài phiệt, những người lớn, những người khủng, họ đều tin luật hấp dẫn. Có chăng là họ áp dụng theo hình thức khác nhau thôi. Ví dụ như là cầu nguyện trước bàn thờ nè, đi đến nhà thờ cầu nguyện nè, đi chùa nè, tâm linh thế này thế kia. Nhưng bản chất đó là một hình thức để cầu nguyện và cầu gì được đó, và nắm bắt những tín hiệu để mình cùng action và làm. Cho nên khi bạn hiểu rõ về luật hấp dẫn rất là thú vị và rất là hay, và bạn sẽ cực kỳ tôn trọng cái quy luật của tạo hóa này, của vũ trụ này, và không dám đi lệch lạc được. Cái gì nó đã thuộc là định lý, đã thuộc là quy luật, đã thuộc là vũ trụ thì nó không có sai. Có chăng chúng ta làm chưa tới đây. Thật sự bản thân tôi ngày mai ngồi đây tôi nói, tại vì tôi trả giá quá nhiều về luật hấp dẫn các bạn. Có cái được, có cái mất. Thì cái được hồi nãy tôi chia sẻ các bạn để thấy các bạn. Còn cái mất thì tôi cũng mất rất là nhiều về luật hấp dẫn. Khi mà tôi lo sợ thì y như rằng tôi ăn hành là các bạn. Khi tôi cảm giác tôi không bình an là y như rằng tôi sẽ có vấn đề. Khi tôi cảm giác lo lắng một cái đó là y như rằng tôi nghèo, nó thu hút vô quá nhiều thứ vấn đề và quá nhiều trouble chính bản thân mình luôn. Nhưng mà khi tôi vui vẻ, tôi lạc quan, tôi yêu đời thì cái những cái thứ nó tuyệt vời lại đến với mình, những mối quan hệ tuyệt vời lại đến với mình, anh em mà respect mình hơn, công việc mình lại thuận lợi hơn. Nó vậy đó các bạn. Một ngày đẹp trời tôi ngồi lên tôi có đọc những comment tiêu cực, y như rằng tôi gặp comment tiêu cực hoài. Nhưng tôi kệ bà, tôi lướt qua, tôi đọc những comment tích cực thì tôi toàn thấy người ta respect và trân trọng những gì tôi nói. Thì đó là một số ý như vậy ha. Còn những câu hỏi xoay quanh cái này thì có thể là tôi sẽ nghe và tôi sẽ xem cái nào hợp lý, tôi sẽ trả lời thêm cho các bạn. Nói chung là tôi rất thích luật hấp dẫn và tôi cũng hy vọng là bản thân tôi cũng sẽ thực hành được nó nhiều cái tốt hơn, và cũng hy vọng là những trải nghiệm của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Thì bạn nào nghe được tới đây thì nói chung là bạn quá tuyệt vời rồi ha, 25 phút. Chúc các bạn những ngày đầu tháng 12 tuyệt vời, và chúng ta có một tháng cuối cùng của năm tài chính đạt được những bước phá bùng nổ. Cảm ơn các bạn, và nếu cái podcast này các bạn cảm thấy nó hay thì bạn hãy cho tôi một cái bình luận cảm nhận của bạn. Tôi rất thích đọc những bình luận cảm nhận dưới phần comment của YouTube. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.